Rồi, xin chào các bạn. Thì như vậy là Samsung Galaxy S8 đã chính thức được ra mắt tại thị trường Việt Nam. Thì một trong những cái địa điểm nổi bật của Galaxy S8 đó chính là nó được trang bị cái khả năng chống nước là IP68. Thì mình đang trong hồ bơi và bây giờ mình sẽ tiến hành ngâm nước đó. Tuy nhiên thì nếu mà ngâm một mình nó thì nó không có sướng. Mình có thủ sẵn thêm một em nữa, đó là LG G6. Thì cả hai máy này trang bị là cái chuẩn là IP68, cho nên là bây giờ mình sẽ tiến hành so sánh để xem coi là hai cái máy này thì máy nào sẽ sống sót cũng như là chống nước tốt hơn. Rồi, ok. Các bạn thấy hiện tại là bây giờ là cả hai máy đều đang hoạt động với nước bình thường ha. Đây, cảm ứng còn rất là ngon lành luôn. Đó. Giờ mình sẽ tiến hành ngâm cả hai máy xuống. Đây. Cảm ứng còn đang quang. Để dễ dàng hơn trong cái video test của mình thì mình sẽ ngâm lần lượt, chứ tại vì hôm nay mình đi một mình cho nên là không có ai phụ mình quay hết. Giờ thì mình sẽ tiến hành ngâm S8 trước ha, rồi sau đó mình sẽ ngâm chiếc LG G6. Ok, đây là S8, giờ mình sẽ ngâm nước ha. Vừa ngâm chiếc Galaxy S8 xong thì các bạn thấy rõ ràng là mặc dù nó máy vẫn sống, tuy nhiên là cái cảm ứng nó sẽ không hoạt động. Bây giờ mình sẽ tiến hành ngâm chiếc LG G6 xem có như thế nào ha. Rồi, ok. Và test tiếp theo bây giờ là mình sẽ tiến hành bỏ cả hai máy xuống dưới đáy hồ để coi là nó có bị tập nguồn hay không. Rồi, ok. Vẫn còn xuống chân đây đó, có điều là do nó nước nó chậm ở phần bề mặt cho nên là con thấy là nó hơi bị chậm hơn xuống. Thì các bạn biết là cả hai chiếc là Galaxy S8 và chiếc LG G6 thì được trang bị cái chuẩn là IP68, thì cái mức chống nước chịu đựng của nó là độ sâu là khoảng 1,5 m và nó chống được khoảng 30 phút. Thì cái hồ bơi mình đang bơi là nó khoảng 1,6 m và bây giờ là mình đang cho nó xuống đáy hồ này đó. Và cái máy mình để mình quay lại cho bạn xem là nó bằng chiếc Galaxy A5 2007. Thì cái chiếc Galaxy A5 2007 này thì nó cũng được trang bị ở trong 68 và mình thấy là nó chống nước cũng rất là tốt. Rồi bây giờ mình sẽ lặn xuống xem coi là cái máy nó như thế nào ha. Ok, wow, mình sẽ lặn xuống. Cái chế độ quay video trên Galaxy S8 đã bắt đầu hoạt động và nó đang nhảy dây. Thì giờ mình sẽ ngâm nước nó xuống dưới hồ để coi nó quay như thế nào ha. Thì hiện tại là cái máy LG G6 nó đã bật chế độ quay phim và nó là như vậy. Giờ mình tiến hành nhúng nước nó. Là sau khi mình ném nó xuống hồ và mình ném nó xuống dưới hồ thì cả hai máy đều nó mà nó rất là tốt. Đây các bạn xem nè, nó vẫn còn hoạt động rất bình thường. Giá gì hết. Đây. Đó, hoạt động rất là bình thường. Trong thì mình đánh giá là cái chất lượng chống nước trên cả hai máy đều rất là ok. Trong khi Galaxy S8 và LG G6 đều rất là hoàn thành cái vai trò của mình. Rồi, thì đó là cái phần quần test quay cho bạn xem về cái chống nước. Bây giờ mình sẽ có một cái những cái video khác, mình sẽ quay bằng cái Galaxy S8 cũng như là LG G6 khi mở nước xem coi là nó như thế nào cho bạn xem. Rồi, xin các bạn.